kêu bằng không cần phải suy nghĩ cái lời khỏi đó, tôi nói chuyện như một người con gái này mà. Nói chuyện như một người con gái, kêu bằng chát chít, giọng điệu hay là thái độ như thế nào kiểu. Đây nè, đây mà. Ông kia bỏ máp rồi, đây nè. Đào Minh Quân, gương cuối cùng của em đây. Kiểu kiểu vậy đấy. Kiểu kiểu vậy đấy. Đào đi em. Ê, bên đây nữa nè. Ui, ui, sao gương lắm thế. Bên đây nè, bên đây nữa nè. Tổ độ bên em à, bên đây. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Lại bên đây đây mà. Đào xong bên đó chạy qua đây luôn nha. Khuyến mãi nha, hàng khuyến mãi nha. Hello anh em, chào mừng anh em đến với clip tiếp theo của Play Together Fishing King nhé. Hôm nay, Play Together đã có bản cập nhật sự kiện xe bánh kem mới, nhưng chúng ta không cần cập nhật trên Haki, vì đây chỉ là bản cập nhật nhỏ. Anh em vẫn có thể chơi bình thường trên phiên bản 1.61.1 nhé. Anh em nào chưa tải thì mình để sẵn link tải dưới bình luận clip cho anh em nhé. Dẫn dương vàng thì anh em bật giống mình nhé. Anh em kết bạn với mình để chủ nhật này mình sẽ dẫn dương vàng miễn phí cho anh em nhé. Còn về sự kiện xe bánh kem, thực sự mình không quan tâm lắm. Vì đây chỉ là sự kiện nhỏ của nhà phát hành để vận hành trò chơi thôi. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là anh em giúp đỡ các NPC trong game, chế tạo đồ sự kiện và ăn mấy cây kem thôi. Nhiệm vụ có cần một số đá, không phù hợp cho anh em lười bù đá nhé.
Anh em nếu thấy video hay và hữu ích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh và bật thông báo nhé anh em. Cảm ơn anh em, chúc anh em thành công.